Thưa chị Triều Giang, tôi là một sinh viên đi học thì tôi là con út trong gia đình đó. 8 người con thì tôi là người út nhất. Thì tôi không bị động viên, không bị gì cả. Thì khi mà họ thấy tôi ở trong trường phẫu thuật Taekwondo ở trong trường Thủ Đức, trường Bộ binh Thủ Đức hồi đó là Đai Đen đi học trong đó. Thì bên cơ quan tình báo Trung ương Mỹ họ muốn kết nạp tôi để mà hoạt động cho họ. Nhưng mà lúc kia tôi đâu bị động viên, không có gì hết. Thành ra tôi cũng không từ chối không đi. Thì họ thấy nhiều lần họ làm quen với tôi thì họ tuyển mộ tôi nhưng mà tôi không đi. Thì sau đó bắt đầu họ mới liên lạc với bên Tổng thống phủ Việt Nam Cộng Hòa, lúc là Tổng đệ nhất Cộng Hòa đó. Thì cho một ông đại úy An đến để liên lạc với tôi. Mời tôi đi chơi và nói chuyện là muốn tôi để phục vụ Tổ quốc. Thì tôi cũng nói là tôi là con út, các anh tôi gia đình tôi đi hết rồi. Còn mình tôi là út thì gia đình cho theo truyền thống Việt Nam là ăn đi học thôi, không muốn đi tham gia gì cả. Thế nhưng mà thì Tổng thống phủ họ cũng nói rằng vì đất nước, nhiệm vụ đất nước, sĩ quan mà đi chiến đấu thì rất là nhiều, cần nhiều. Nhưng mà như người chiến đấu phải có tình báo, sĩ quan tình báo thì mới cần. Mới cần đến anh, cần những con người như anh. Có đủ, nếu mà có đủ năng khiếu thì bắt đầu mới cần đến đó. Thì và họ nói nếu mà đủ được điều kiện được thì họ sẽ nhận. Thế tôi suy nghĩ mãi mãi về sau họ hỏi thì bắt đầu tôi mới nhận lời. Thì họ nói nhận lời thì họ cũng cho tôi cái là tại vì sĩ quan mũ sĩ quan quân báo là phải đất nước mình là sông ngòi nhiều. Quân báo không biết lỗi thì chết. Thế nên họ có biết lỗi không? Biết lỗi thì mới nhận. Họ nội được không? Bảo nội được. Thế thì họ dẫn ngay sông Sài Gòn, đó, chỗ bến Bạch Đằng, chỗ cầu tàu hải quân, đó, nội cho họ xem. Nội qua rồi lại đó. Thế bắt đầu họ mới đậu thì bắt đầu đưa vào rừng quân báo Cây Mai và học. Sau khi ra trường thì tôi được chuyến đầu tiên tôi đưa về, tức là về tỉnh Bến Tre, tức là cái lúc bây giờ lấy cái nhiệm vụ lấy cái thép cuộc họp giữa tỉnh trưởng Phạm Ngọc Thảo Việt Nam Cộng Hòa và bí thư tỉnh ủy Việt Cộng của tỉnh Bến Tre, hai bên họp với nhau. Bến Tre trên bản đồ đó là chỗ nào ở điểm đấy? Đây. Thưa ông thì khi mà về Bến Tre đó thì ông nhiệm vụ của ông mà nãy ông có nói là ông theo dõi cái cuộc họp mặt giữa hai người cán bộ cao cấp của Cộng Mỗi sản và trong đó có một người tình báo nữa. Thì sau đó thì ông làm được những cái công tác đó như thế nào và ông sau đó là ông làm những gì nữa ạ? tôi vào đó để thâu âm, gắn máy thâu âm của họp của ông Phạm Ngọc Thảo, tỉnh trưởng Việt Nam Cộng Hòa và bí thư tỉnh ủy của Việt Cộng. Mục đích của Tổng thống là để xem cái cuộc họp đó, ông Phạm Ngọc Thảo đó bàn gì với Việt Cộng để họ lấy được cái dữ kiện để thể hiện cái sự trung thành của lòng, đo trắc nghiệm tâm lý của ông Thảo là có về với hội chính, về bên quốc gia thật hay là trong cái cuộc ở đó nó có những cái gì uẩn khúc. Đó Đấy là năm nào thôi? là năm 61. Thế thì sau khi lên cái cuộc họp đó xong, tôi lấy được cái thép đó về, thì hồi đó thì cái thép đó đưa cho Tổng thống phủ. Và vậy nội dung cái cuộc họp đó mình không biết, nhưng mà bên Tổng thống phủ biết, nếu mà Phạm Ngọc Thảo phản trắc thì người ta đã hạ tầng công tác rồi. Đó, nên như vậy đó là cái, nhưng mà sau này Việt Cộng nó về nó có nói và nó bàn lại ngửa là cái không biết Phạm Ngọc Thảo, chứ thực tế là Tổng thống nền nhất của họ đó Phạm Ngọc Thảo cái bí mật uẩn khúc của bí mật là văn bàn lại ngửa Việt Cộng nó nói, nhưng mà còn đó là cái mà tôi là người thực hiện cái cuốn thép đó thâu âm đó. Theo ông thì ông Phạm Ngọc Thảo không có phản trắc có đúng không hay Dạ là đúng ạ, nếu mà phản trắc thì Tổng thống Ngô Đình Diệm với Ngô Đình Nhu cái thép căn cứ cuộc họp đó là người ta đã không có để công tác cho ông ta nữa. sau cái đó thì ông đi những đâu trong cho tới năm 1975 thì công tác kế tiếp của ông là những gì ạ? Sau đó tôi về, về thì tình hình ở tôi được điều động sang bên Lào, sang bên Viêng Chăn dưới quyền điều động của ông Nông Apa. Ông Nông Apa lúc kia là sĩ quan cấp trên của tôi, ông là sĩ quan tùy viên quân sự bên Lào, tôi là lúc kia là một sĩ quan liên lạc bên Lào. Thì ở bên Lào đến năm bên tình báo bên Lào để đối phó đối trọng với bên TV Cộng là Nguyễn Tương Lai, nó nằm ở bên Lào, nó là bên Lào Cộng. Thì đến theo hiệp định tinh thần hiệp định Geneva 62 về Lào
thì tất cả lực lượng ngoại nhập phải rút triệt thoái khỏi Lào. Thì tôi được lệnh rút về theo với ông Nông Hoa Pang về Đà Nẵng. Về Đà Nẵng là vào ông ấy chỉ huy cái sở vòng vây duyên hải ở Đà Nẵng để đưa người nhái ra ngoài miền Bắc. Thì khi tôi về Đà Nẵng thì tình hình ở Việt Nam lúc kia vào năm 63 lúc kia nó sôi động. Thành ra tôi lại được điều về Sài Gòn. Điều về Sài Gòn thì về phòng P42 Tổng thống phủ thì về đó thì được điều động. Theo tình hình đó thì người ta nhận trong Trung ương Cục R có tình báo của mình, có một nam một nữ, thì họ đã báo ra là ở trong đó có những nhà sư đang hội họp. Thế thì tôi được lệnh là theo một cán bộ cao cấp chiêu hồi của Việt Cộng. Tôi cũng là một, hồi đó chỉ biết là cán bộ cao cấp, tôi không biết tên tuổi là ai, mà tôi chỉ được nhận là tôi sẽ là một du kích Việt Cộng, sẽ đi nhập vào đoàn đó để đi vào xem cuộc họp. Mà trước mắt nhận nhiệm vụ là vào trong đó là thấy những cái gì thì phải báo cáo và vẽ phản đồ trong đầu, chứ không được là để cái dấu vết gì hết. Thì tôi đi theo đoàn đó vào, cái nhân vật đó vào thì sau 1 tháng thì tôi vào đến Trung ương Cục R. Trong 1 tháng đó thì bắt đầu những cái đoàn mà các sư ông thầy chùa ở Sài Gòn vào họp ở trong đó, cũng như cán bộ Việt Cộng nó ở trong khu vực đó, nó họp để tính cách mà họ về biểu tình Phật giáo ở Sài Gòn đó. Thì trong trong đó cũng có những người của mình đã báo cáo về rồi, nhưng mà họ muốn lấy tôi vào đi đó chứ tôi cũng chưa biết mục đích, mà vào đó chỉ tưởng là mục đích để lấy cái tin tức đó thôi. Nhưng mà khi về rồi đó, khi ở xong vào trong đó và tôi ở trong đó 1 tháng thì tôi về đó, thì tôi về đến Sài Gòn, thì sau đó tôi tách ra khỏi cái đoàn đó và tôi về Sài Gòn. Thì tôi biết rằng là lần này Tổng thống phủ cũng muốn tôi đi một chuyến để trắc nghiệm cái người mà dẫn tôi vào trong Trung ương Cục R đó, là mức độ trung thành của người 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 đó có muốn về hội chánh thật hay không. Đó, nếu mà người đó mà phản lại thì tôi cũng không có ngày về chuyện đó, nó thẳng như vậy. Thì khi tôi về được thì tôi gặp lại được đấy, thì bắt đầu tôi mới được thăng cấp nữa. Thăng cấp nữa thì tức là vào tháng 3 năm 1965, tức là lúc kia chưa đến đảo chính, tháng 3 năm 65. Đầu sinh năm 63 chứ ạ. Nhưng mà tháng 3 thì chưa đảo chính, tháng 11 mới đảo chính. Năm 63, tức tháng 3 năm 63. Tháng 8 thì xảy ra cuộc cái là hỏa thiêu đấy. Đấy, cho dự họ xào vào bàn cái kế hoạch này là hỏa thiêu ở trong đó, phát động phong trào Phật giáo từ trong đó đó. Nên là đó, thành ra đến tháng 3 tôi về, trong cục KR tôi về. Và đến tôi về cái đó thì bắt đầu các cuộc ông Ngô Đình Nhu đi họp với lại một nhân viên. Nhưng mà hồi đó ông nói đi săn thôi, ở trên Bình Tuy, trong rừng Tánh Linh đó. Thì chúng tôi phải đi làm người xe be để đi bảo vệ cho nằm cái cuộc họp đó. Nhưng mà sau khi đó ông ấy họp với một nhân vật của bên Việt Cộng ở rừng Tánh Linh đó, thì bắt đầu về. Nội dung cuộc họp ông có biết Không 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 được biết đâu. Mình chỉ gọi là nhiệm vụ bảo vệ thôi, mình cục mình tôi thuộc phòng P42 đó, là phòng bên bảo vệ bên Tổng thống phủ thôi. Thế nên mình nhân viên nằm ngoài chứ mình không có được ấy, còn các quân đội các khác mình cũng không được ấy, mình chỉ có nằm đấy phòng hơi thì nhờ xấu nhất thôi. Thế nên là sau cái ông về đấy, cái nguồn tin nó thật nó cũng mật, nó mà người ta thì nói ông đi săn thôi, nhiều người họ cũng chỉ biết đi săn mà không có người họp mà không biết họp như thế nào, gặp như thế nào. Thì mà ngay cái cuộc họp đó về sau này ấy, như ông Nguyễn Văn Lục để ông mới nói, để ông nói là đi gặp Phạm Hùng, tôi bảo không phải, Phạm Hùng không phải nhân vật đó. Về sau này đó, mà khi mà lúc Hồ Chí Minh chết thì cái ông tổng cục đường sắt đó, nó bị Lê Duẫn nó bắt đầu nó bắt nhốt vào tù đó, và bị công nhân ở ngoài đó, nó phản đối đó. Bắt đầu ông được thả ra đó, cũng không bị giam nhưng mà cũng bị mất chức, ông đó là Tạ Đình Đề. Thưa ông, từ đó sau khi mà ông diện binh đánh đổ thì cái chuyện gì xảy ra cho các toán quân biệt kích cũng như là những gián điệp của mình? Lúc bây giờ tôi khi mà đầu ông Diệm á, thì tôi đang ở bên Tổng thống phủ, tức là bên mật vụ Tổng thống phủ, tức là tôi phòng bên bên hai là mật vụ rồi. Khi tôi bị lật đổ Tổng thống Diệm thì tôi bị truy bắt về cái tội là mật vụ. Anh có công thành trở anh có tội, nếu trở thành cái là Phật giáo họ lên án là mật vụ đặc mật vụ Tổng thống phủ, chị thấy không?
lúc giờ mình là một người đánh người hữu công thì bây giờ trở thành mình người có tội. Thành ra nhưng mà tôi được cấp trên họ thương, họ lại gửi tôi vào trong trung tâm quân báo Cây Mai học tiếp, để họ học các khóa tiếp. Sau đó thì bắt đầu thì họ cho tôi về bên nhà kỹ thuật này, chứ để bên đi Bắc này. Bên đi Bắc này thì để phụ trách các toán, tại vì tôi nằm ở bên phòng 6 của Bộ Tổng Tham mưu. Tôi phòng 6 tức là phòng phản gián đó. Thì tôi về để mà sàng lọc cái những danh sách những người mà những anh em ở quân đội về với bên dân sự vào, để mà gọi là sàng lọc, gọi là phản gián, xem có những người có sợ nội tuyến đó. Thì bắt đầu tôi nằm ở cái nhiệm vụ đó, ở bên đó từ nhiệm vụ từ năm 64 tôi nhận nhiệm vụ của bên Sài Gòn xuống như đó làm 64, thì 65 tôi lại trở lại Sài Gòn và tôi cũng đưa người xuống. Tôi không ở dưới Long Thành, không ở dưới trung tâm huấn luyện nữa. Đến năm 65 thì bắt đầu lại đưa người một toán nữa xuống nữa, thì bắt đầu tôi huấn luyện như như mấy toán huấn luyện dưới đó, thì tôi cũng không chủ trương là đi. Thì có một cái người gia đình ấy, họ gửi một người con tôi, cũng anh đó cũng là con út của gia đình đó, anh em họ cũng đi quân đội hết rồi, mà anh ấy thì cũng gọi là thanh máu, máu thanh niên, gọi là hiếu thắng thì cũng đi. Thì bố mẹ xin bố mẹ mãi, thì bố mẹ cũng phải nói là anh ta mới đến tuổi cứ gọi là đến cũng một cái khi gọi là cái căn cước thôi, anh ta cứ đòi đi. Thì tôi bảo muốn theo luật thì tôi phải làm theo luật thôi, theo luật là phải có giấy chứng thuận của cha mẹ tôi mới dám cho đi, chứ còn không thì tôi không dám cho đi. Thì anh ta cứ nói là bảo tôi đến nói dối bố mẹ là đi cảnh sát. Tôi bảo không, không nói đi cảnh sát được, không nói dối. Cái chuyện này tôi là phải nói thật, tại vì tôi bị bắt đền nhiều lắm rồi. Thế sau cái khi mà bắt đầu đến vào nhà, anh ta nói vào nhà bố mẹ năn nỉ rồi, đưa đồng ý rồi. Khi tôi vào thì bố mẹ anh ta nói là cho tôi gửi con tôi đi mà với điều kiện là anh ở đâu thì cho em nó ở đó. Mình nghĩ thật thà thì mình nghĩ là thôi cái anh chàng này chắc cũng chỉ máu nóng mà vào một vài tháng thì chán khổ, để chắc gian khổ để chuồn thôi cũng chả ấy. Thì mình nghĩ thế, nó cứ năn nỉ mãi thì mình gật đầu ừ cho vào. Thì cho vào rồi đi huấn luyện, thì tôi bảo là thôi thì chú phải học truyền tin đi, cái căn bản là chú truyền tin, tôi là cũng là nhân viên truyền tin rồi, điều không tất cả là tôi rồi, thì tôi cũng phải bắt nó học truyền tin, tại vì để nó sử dụng nó, để nó thay thế tôi. Thế nên khi mà gần lên đường đi thì tôi biết mà tôi không phải đi nữa, thì tôi bảo là thôi em ở lại đi, ở đâu thì anh lo cho đó, muốn ở bên đơn vị nào, muốn ở doanh trại nào, thì nó bảo ở đây em suy nghĩ. Mà tình hình ở trên họp ở trên thì tôi biết không phổ biến dưới trại được, thì tôi biết gần ngày đi rồi, mà tình hình đi thì tôi thấy là rất xấu, tại vì những tin tức họp ở trên đó, và những công điện của cái toán mà toán đi trước, cái toán gọi là Hector A đi đó, của đại úy huấn luyện đi đó, là tôi thấy là nhiều vấn đề nghi ngờ lắm mà tôi không phổ biến gì ở dưới cấp dưới được. Thế nên tôi bảo thôi em ở nhà em cho nó đi học, hoặc là nó làm gì thì anh giúp cho. Thế nó bảo để em suy nghĩ. Cho đến chỗ cuối cùng thì nó bảo không, không không đi, nó cứ đi. Đến ngày cuối cùng ấy, thì khi mà chuẩn bị lên đường ấy, thì bắt đầu tôi vào phòng họp, phòng thuyết trình chung, thì bắt đầu tôi thấy xem tình hình, thì đổ toán xuống chỗ máy bay trực thăng xuống chỗ đại úy huấn luyện, bãi bãi đã đổ rồi. Và tôi thấy như vậy tình báo như vậy là không được, tại vì không lầm lại lần thứ hai. Tôi đã đi nhiều lần tôi biết lầm lại thứ hai là rất là nguy hiểm, tại vì đổ toán Nguyễn Huấn Luyện xuống một lần rồi mà bị đổ nữa, mà tôi nghi cái toán Nguyễn Huấn Luyện là không có lành, mà đổ xuống nữa thì là có khác là mình vào lưới người ta. Thế là tôi bảo yêu cầu phía Mỹ và phía Việt Nam đổi bãi. Thì Trung ương Mỹ, phía Mỹ nói là phải 3 tháng sau thì mới đổi được bãi không ảnh. Tôi bảo không, không đổi bãi là không đi. Thế và cái thứ hai là cái trang bị trực thăng lại trang bị theo kiểu nhảy dù, đóng kiện hàng giống như kiểu của anh Hính ấy. Thì tôi bảo không được, trực thăng là xuống thì phải thoát hiểm nhà cho nhanh, nhưng mà xuống còn chần chờ chôn giấu thì địch đánh cho học có mồm nữa, chứ đâu có phải chuyện đùa với sống chết. Nhưng mà tinh thần anh em thì là mới, quân nhân mới, thành ra họ cũng rất là hăng, như họ đâu biết cân đo lường cái sự nguy hiểm đó, họ có tinh thần họ là đi. Thế bảo không, tôi không phản đối, tôi không đi, tôi sẽ sẵn sàng đưa anh em ra tòa án quân sự, tôi không đi. Tôi bỏ phòng thuyết trình mà tôi ra ngoài, tôi ra ngoài khoảng độ 30 phút, trong đó không biết nội bộ nói thế nào, thì họ đình họ không có ấy nữa. Đến lúc mà cái chú mà chú Nghĩa đó mà chú đòi đi đó, thì chú chạy ra chú năn nỉ tôi, chú bảo là thôi anh ạ, em chúng em không sợ thì anh không gì, không oán trách gì ấy, anh cố gắng đi vào để mà đi. Tôi bảo không, tao không đi, đi mà rất là nguy hiểm đó. Xong rồi nó năn nỉ mãi vì cái tình cảm tôi thấy với chú ấy, bây giờ để chú ấy đi mà tôi ở nhà bố mẹ bắt đền tôi nữa thì cũng chết. Nên tôi bảo thôi vậy thì tôi phải vào.
Tôi bảo thôi vậy đi, phải đi, nghĩa là gọi là khấn cho số mạng vậy thôi chứ biết sao được gì giờ. Mình thì thế là tôi lên đường thuyết trình, vào thuyết trình là chung và thuyết trình riêng. Thì bởi vậy đáng nhẽ là tôi không đi mà đâm là tôi phải đi lúc cái giờ đó, thành ra là tôi lên đường tôi dẫn cái toán nó đi ngoài ý muốn. Thành ra khi đúng như đoán tôi, khi xuống đến bãi đây, địa điểm đây nó Việt Nam, nhưng mà xuống đất này, cái đất miếng đất này cắt theo ranh giới hiệp định Geneva giữa hai Việt Lào, thì cái đất này Lào phải cắt cho Việt Nam, nó thành đất từ một chiều thẳng xuống đây thì nó đổ xuống còn lòng mô này, những lòng mô này. Tiếp tục ạ. Thì đúng như tôi dự đoán, khi chúng tôi cất cánh bằng máy bay C-123 từ Sài Gòn đi sang bên Thái Lan. Khi xuống Thái Lan thì bắt đầu hai chiếc trực thăng đu đít đến, thì chúng tôi từ C-123 sang đu đít sang loại CH-83 từ bên Thái Lan đổ sang lòng lòng mô bên Việt Nam. Thì đúng 6 giờ chiều khi máy bay thứ nhất vừa đổ xuống, ba an ninh bãi xuống và chiếc thứ hai xuống, thì cất cánh cái là bắt đầu ba an ninh bãi bị bắn liền. Bị bắn liền thì bắt đầu toán chạy lung tung hết, thì bắt đầu tôi phải dẫn toán chạy. Thì đúng như dự đoán của tôi là máy bay cất cánh khỏi là bị đánh mà bị bắt, cái này đuổi trong một đêm nó vây bắt toán tôi. Thành ra toán tôi hai người, hai tốp, một tốp cho anh thiếu úy Đặng Đình Thúy dẫn, một tốp cho tôi. Thì khi đến sáng ngày hôm sau thì tốp tôi bị bắt. Và Và cái người cháu thì cũng bị bắt luôn. vâng, cái anh Nghĩa là anh đi theo tôi bị bắt, là anh bắt tại vì nó đâu có rảnh, nó xuống là bắn, nó không biết đường nó chạy mà nó cúi đầu đạn nó bắn, nó sợ quá nó không run cập lên lên lúc kia nó run lúc kia nó mới biết. Thường rồi họ bắt ông làm tù binh cho tới ngày năm 75 hay sao ạ? Vâng, họ bắt họ cờ còng tôi, thì trên đường còng thì tôi cũng có mở còng mở khóa để cho tay Vũ Văn Chí nó cùng tôi bị bắt đấy để đấy, nhưng mà nó thấy anh em không có tinh thần trốn thì là tôi cũng không ấy được, nên tôi phải nhắm mắt đi theo anh em đến trại giam và bị cùng đến năm gần hiệp định Paris ấy, gần hiệp định đúng là gần hiệp định Paris đấy, thì tôi mẹ Mỹ ném bom ở miền Bắc thì bắt đầu họ đưa vào sơ tán cái K3 của trại Phố Lu. Thì tôi liên lạc với một cái toán gọi là toán buôn lùng, được cái toán buôn lùng, tôi biết được cái toán buôn lùng đó tại vì cái nó làm cái hàng rào, nhưng mà tôi liên lạc được cái toán buôn lùng, nó là cái toán một toán biệt kích của nhà dù của người Pháp ở thời Điện Biên Phủ đó, nhưng mà Việt Cộng nó không cho trả, nó giam từ năm tư luôn, tức là nó im đi, mà tôi mới bảo thôi chết rồi mẹ nó, họ từ năm tư nó không cho trả, nó im đi, nên là hiệp định này Đó không là biết này. người Pháp vậy Đúng hay rồi, cậu Pháp đấy, toán toán biệt kích của người Pháp. Thế sau đó nó biết được tôi liên lạc, nó bắt tôi đi cùng. Thì cùng ở trong cái trại đó thì tôi biết được có một ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng nó cũng bị giam ở đó. Tên là tại ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng đó là Ung Văn Khiêm. Và ông một cái phòng xà lim đó là ông Linh Mục Nguyễn Minh Thông, là anh ruột của ông Nguyễn Minh Trung, thì giáo sư triết học ở miền Nam mình đó. Đó. Thành ra ở đó sau đó thì bắt đầu gần đến hiệp định Paris thì bắt đầu họ thả tôi ra. Thì họ nói là ở trên trung ương nó xuống, trên bộ công an nó xuống, nó nói là nghe nào hòa hợp hòa giải dân tộc, tại dưới trại cán bộ dưới trại họ không biết gì đâu, anh cãi ngang cãi bướng thì họ bắt cùng anh thôi, bây giờ nghe là gần trao trả rồi, họ nói là chuẩn trao trả rồi, hiệp định trao trả rồi, thì bây giờ tôi xuống để mà làm giấy tờ để chuẩn bị, các anh chuẩn bị được trao trả theo tinh thần hiệp định Paris. Nhưng mà sau khi ở Paris nó không cho trả thì bắt đầu nó lại bắt chúng tôi, bắt đầu nó đưa đi từng đợt một, đưa lên lại trở lại lên cổng trời, nên là trại quyết tiến. Nên cổng trời đó thì tại vì thì chị nói cái hỏi cổng trời thì mỗi người biết hiểu theo một khía cạnh, tại vì cái trại đó nó thời tiết rất khắc nghiệt, nhiều khi đó, nó chỉ có 6 tháng mùa hè và 6 tháng thì là mùa đông, và 6 tháng mùa đông chị đứng ở ngoài sân lên này, nhiều khi đang ở đấy thì nên là cái mây mù nó phủ đến đứng 5 thước chị không nhìn thấy nhau nữa, nó giống như trên trời vậy đó. Đó nên vậy. Thành ra nhiều khi chúng tôi không đi lao động ngoài mà hình sự ra lao động ngoài ấy, thì bắt đầu nó có kẻ các toán nào là lao động ngoài, có kẻ nó thu về. Mà cái trại đó được biệt danh là cái trại tiền trảm hậu tấu. Khi chúng tôi lên đó thì nó nói thẳng là cái trại này là trại cái là tối hậu của miền Bắc.
được tiền trảm hậu tấu, giết trước cái lại ấy chứ không có cần phải lấy. Thành ra anh nào cải tạo tốt thì được về, anh nào không cải tạo tốt thì ra ngoài đồi, nên nó chỉ ra ngoài đồi Bà Sen đấy, những cái địa ngoài đó. Thành ra những cái tù hình sự trên đó là cái mà nó đưa lên là toàn những loại đầu gấu miền Bắc nó đưa lên thôi, chứ thực tế là những từ thường thì nó cũng không đưa lên. Mà Thế thì cái đợt ông ở đó là có bao nhiêu người đang ở cộng trời và có những người tên tuổi nào quan trọng cùng ở cùng thời với ông? cái lúc mà nó đưa chúng tôi lên ấy, thì cổng trời lần đó ấy, thì nó đưa Nguyễn Chí Thiện ở trên xuống cái xe đợt xe họ chở chúng tôi lên, thì bắt đầu họ sau rồi tôi biết được cái Nguyễn Chí Thiện là cái đợt đó là nó chở Nguyễn Chí Thiện xuống. Thì khi mà lên cổng trời trên đó thì nó cũng ra mỗi người một khu khác nhau thôi, chứ cũng nhớ riêng như vậy. Thế đến khi mà năm 19 trong thời gian trại đấy, trước tôi nói trước cái 72 cả. Cái là khi tôi đang ở tù miền Bắc ấy, thì bắt đầu cái năm mà nó đánh Mậu Thân Việt Nam miền Nam ấy, thì nó nói thẳng là các doanh trại các anh ở miền Nam là chúng tôi bắn chảy thành nước hết rồi, chúng tôi sẽ chiếm lấy miền Nam, chúng tôi bắt hết rồi. Thì bắt đầu nó mở cái cửa sổ nó chân nó cùm nhưng nó mở cửa cho tôi xem chiếu lên tường, nó cái gì là đánh miền Nam đó, nó cho ở đây đồng bọn của anh là chúng đang bị tôi bắt, và kể cả cuộc hành quân Lam Sơn 719 bắt được lữ đoàn 3 của Nguyễn Văn Thọ nữa, nó cũng mở cùng nó mở cửa sổ cho chân cùng nó cho tôi xem mấy cái phim đó. Thế nhưng mà tôi cũng không không nói gì. Đến khi mà lên trên đó thì bắt đầu nó nói là nó lấy được miền Nam rồi, thì mình cũng đau xót chứ không phải là không đau xót, nhưng mà mình nghĩ thôi, mẹ Việt Nam ơi con xin dâng hiến trọn cả đời chứ sao được, biết gì à. Không khí trong nhà tù cái ngày hôm đó như nào? Thì thế chị là ở nhiều tốp nhiều nơi thì anh em tôi đâu có làm chung được, cũng rất buồn. Cái không cái mất miền Nam thì là buồn thôi, nhưng mà mình nghĩ thì cuộc đời mình sẽ gian khổ, mà mình nghĩ rằng là mình sẽ còn phải vất vả nhiều, tại vì chỗ kia mình còn chỗ dựa, còn còn không còn chỗ dựa thì mình phải lại lập lại. Nghĩa là cái giống như cái kiểu mà hồi xưa lịch sử chứng minh các triều đại vua chúa, nghĩa là khi mất nước người ta lại mài mài kiếm dưới trăng để lập lại từ đầu thôi. Thưa ông có tận mắt nhìn thấy nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ở cổng trời không? Không, tại vì nói thẳng lúc bây giờ có một số anh em ở chung được biết, chứ còn ngay khi tôi lên mình nói là thế này là không được biết, tại vì khi xe giam tôi lên nó để cái phòng nhỏ này giam chúng tôi vào, và bắt đầu nó gọi những ông xuất hiện ở cái phòng khác ra đi, chứ cái trại giam nó giam nhiều nhiều phòng lắm, nó không để ở chung với nhau được đâu, không ai biết Theo tin ai tức thì nói là có ông biết. Sau đó thì bắt đầu anh em tôi biết là có chúng Nguyễn Chí Thiện. thông thì rồi như thế nào mà ông được trả tự do trong cái trường hợp như thế nào? Thì đến khi mà Trung Cộng nó đánh thì tôi nghĩ là chúng tôi ở trên đó cũng chắc đã chết ở ngoài đó thôi, chứ sẵn sàng này, mẹ Việt Nam có xin dâng hiến trọn cả đời thôi. Thì nhưng mà đến không ngờ Trung Quốc nó bắt đầu nó thay đổi tình hình, thì Trung Quốc nó chủ nó đánh, mà Việt Cộng nó chủ đánh, thì bắt đầu nó chủ động thì nó phải chạy mình trước. Thế bắt đầu họ mới dẫn tôi chạy về Thanh Hóa, chạy về Thanh Hóa là chạy số 5 Nam Sơn đó. Đó chạy về Thanh Hóa thì bắt đầu năm 78 thì 79 Trung Cộng nó đánh đánh mấy tỉnh miền Bắc đó. Thì tôi ở Thanh Hóa trại Nam Sơn nên được khoảng độ gần một năm, cái sĩ quan HO ở miền Nam đưa ra đó thì nó chạy về đó, thì tôi ở gần được năm đó thì bắt đầu tôi lại họ đưa tôi vào trại trung ương số 2, tức là trại Thanh Phong, tức là trại Phong Quang nó trước ở Lào Cai nó về đó, thì bắt đầu nó đưa vào trại Thanh Phong đó ở. Thì trong thời gian ở đó thì cũng có lần cán bộ trên bộ nó xuống nó hỏi tôi, nó hỏi anh biết tôi là ai không, tôi bảo tôi không biết, nên nó giới thiệu tôi giới thiệu với anh tôi là cán bộ cục an ninh nhà nước xuống hỏi thăm anh em thế nào, nếu như giả thử các anh được về thì các anh làm nghề gì mà sống. Và tôi cũng nói cho anh biết tôi vừa bắt được đồng bọn của các anh từ nước ngoài về, một tên cao cấp siêu cao cấp ở nước ngoài về chúng tôi bắt được hết. Tôi bảo tôi không biết là ai, nó bảo tôi biết anh biết người đó mà người đó biết anh, nhưng mà tôi nói cho anh biết là tôi vừa bắt được một người, nhưng mà bây giờ nếu nhà nước thả anh về thì anh có chống đối lại chúng tôi không, anh có theo địch không nọ kia không. Tôi bảo tôi đâu có là gì đâu mà tôi biết, để đâu mà tôi theo người ta từ bao nhiêu năm rồi, tôi ở tù rồi, bây giờ làm sao tôi biết được. Thế bắt đầu nó hỏi rằng là giả sử anh về thì anh về anh ở đâu. Tôi bảo tôi thì khi đi tôi ở mấy chỗ đó mà không biết, tôi về biết địa có còn không thôi, chứ còn thì bây giờ thay đổi nhiều thì tôi không biết. Thế bắt đầu họ cho tôi một cái tờ giấy, họ bảo là anh nhớ là
Nếu như về, nhưng mà chúng anh được tha về là cấm các anh làm những nghề này, những nghề tiếp xúc với đồng bào, như xúc quân, như cắt tóc là một, bán quán là hai, tất cả những cái nghề đó là cái anh không được làm, tất cả những cái đó. Nhưng mà bảo công đã thả tôi về đó, công nói nó bảo tôi 10 ngày gần đây sẽ thả các anh về. Và sau đó thì tôi cũng nghe cái những vợ sĩ, những sĩ quan HO họ đi thăm đó, thì họ cho chồng họ biết, thì chồng họ cũng nói cho chúng biết là ông tướng Vessi nó có sang, nó có họp với Việt Cộng là có thể là các anh sẽ được về. Thì mình cũng chỉ biết vậy thôi, nhưng mình nghĩ về hay không mình cũng đâu có mong thiết tha, đau khổ trong lòng rồi. Mà đến khi mà thực tế chị là cái khi họ đọc giấy ra trại, họ mà đưa phát giấy ra trại cho mình về, thì trong cái lòng mình nó buồn chảy nước mắt. Vì sao? Vì khi mình về thì cha mẹ không còn, vợ con thì không, nhà cửa thì không có, hai bàn tay trắng. Nếu ông có còn bị địa phương quấy rầy nữa không? Quản chế chị, quản chế đến ngày tôi đi phỏng vấn, và đến khi trước khi lên máy bay 1 tháng thì họ mới quản chế phù hợp cái công dân cho tôi để tôi được đi nước ngoài. Khi mà ông nói đến vấn đề quản chế, cụ thể là họ làm cái gì cơ? Quản chế là họ tất cả những cái hành động trong ngày, trong tuần, trong tháng mình làm cái gì, mỗi tuần họ đều gọi lên, mỗi tháng họ đều gọi lên để mình đối chiếu những công việc mình làm đó, mình nói xem có sự thật không. Tất cả cái đó là họ quản chế mình, nhất nhất cử nhất động. Tôi đi lấy vợ mà tôi cũng phải báo cáo người ta. Rồi tôi ở tạm trú ở trên nhà vợ tôi được ít tuần đấy, tôi cũng phải xin phép họ đến, phải đến cho đến tạm trú. Tôi ở tạm trú cái địa điểm này, nhưng mà đến cái địa điểm bên nhà vợ thì cũng phải xin phép họ người ta. Khi mà ông nói là ông được làm giấy tờ để qua đây theo cái diện HO, tức là chính phủ Hoa Kỳ can thiệp để cho các cựu sĩ quan hoặc những người biệt kích như ông qua đây đấy, thì ông có gặp khó khăn gì không? Không thì lúc đầu về đó, tôi thật với chị là theo cái thông tình báo mà tôi được học đó, là bất cứ ở đâu khi còn trong nhà giam ấy, di chuyển đến đâu tôi đều phải lại bút hiệu để bút dấu dấu vết cho những người sau họ biết được là mình sẽ ở đâu, qua đâu rồi, để có thể họ hy vọng là họ họ chuyển ra ngoài để đâm thủng bức tường bí mật của họ đó. Và cái đến khi mà tôi về tù ấy, thì tôi cũng gom góp, khi lấy vợ rồi đó thì tôi cũng vợ tôi cho tiền ấy, thì tôi cũng gửi 2 bức thư, cố gắng gửi 2 bức thư, một là đến Bộ Quốc phòng Mỹ, một là đến Bangkok, để mà báo là tôi không có làm tiếng Anh, tôi chỉ gửi một cái giấy, một cái copy là giấy ra trại và một cái giấy báo cáo mất tích. Lúc tôi đi, khi mà đi ấy, thì là báo cáo mất tích tôi là bị hành quân ở Nam Quảng Nam đâu, họ nói là đâu mất tích miền Bắc được. Giấy đó, báo cáo mất tích cũng là giấy nói dối, báo cáo mất tích tại cuộc hành quân của Nam Quảng Nam, thuộc xuyên là hai ở Nam Quảng Nam. Cái giấy báo cáo đó tôi cũng gửi sang bên, copy đó gửi sang bên Thái Lan. Thì trong những cái bản đó thì tôi gửi thư chui, tôi biết là nếu về cộng nó bắt tôi lại ở tù, ta đang quản chế thôi mà không được liên lạc, không được tất cả mọi cái, thành ra tôi vẫn liều mạng thôi. Thì tôi gửi sang đó thì cái cũng may là 2 lá thư đó đến thì được 2 cái đó, họ về năm 89 đó, họ gửi về cho tôi đó. Ông thì lúc làm giấy tờ ông phải đút lót gì cho họ không? Họ gửi 2 giấy tờ đó về đấy, thì thực tế là chị biết tôi về 2 bàn tay trắng, làm sao có tiền lên đi mà làm giấy tờ. Thành ra nói vậy chứ người ta, nhiều người họ mong lúc chưa có chương trình HO đấy, người họ cũng mong được cái tờ giấy để mà làm giấy tờ đi đấy. Nhưng mà mình thì ngược lại là muốn ấy thì phải có tiền bạc để chuẩn bị giấy tờ, chứ đâu có phải nói là muốn lấy miệng dễ như vậy được. Thì tất cả mọi sự là do vợ tôi, nó cũng dành dụm tiết kiệm được tất cả mọi cái, chịu khó là mở làm ăn buôn bán thì bắt đầu dành dụm có tiền để mà làm giấy tờ mà ra đi. Thưa ông, thì làm giấy tờ xong ra đi thì khi mà ông bước chân đến Hoa Kỳ, cái cảm tưởng đầu tiên của ông là như thế nào? Thì khi đến cảm tưởng đến Mỹ với tôi thì tôi hy vọng là cuộc đời sống của tôi là kể như là nó xong rồi thôi, tại vì nó tuổi già nó cũng hết rồi. Nhưng mà cái hy vọng của tôi là 2 đứa con nhỏ, nên sẽ hy vọng là các cháu có tương lai hơn. Nếu mà tôi ở Việt Nam thì con tôi cũng bị đi dìm xuống bùn đen thôi, cái đó phải chấp nhận. Thưa ông, thì cuộc đời ông cũng rất là khốn khổ,
không phải là một trong những người không phải là người khổ nhất, nhưng mà chắc chắn là một trong những người khổ nhất. Thì ông có thù hận gì ai không? Ông thấy nhất là những người đã hành hạ ông. Không, thì tôi thật ra thì cái vấn đề mà dĩ nhiên là nếu như họ đòi hỏi họ mà mang lại ấm no áo ấm cho người dân đó, thì tôi không có hận họ. Nhưng ngược lại, họ chỉ giành cái sự chiến thắng bằng sự lừa dối. Và họ nói rằng là chiến thắng miền Nam sẽ xây dựng gấp trăm gấp 10 lần. Mà người dân bây giờ hỏi có được no không? Có được ấm áo không? Cái đó tự họ trả lời, tôi không cần phải nói những cái chuyện đó. Tôi chỉ có nói với chế độ thôi, chứ còn người dân Việt Nam là bà con anh em của tôi vẫn còn ở đó mà. Còn đồng bạn của tôi vẫn còn ở Việt Nam mà. Dạ vâng. Thưa ông, thì ông nghĩ gì về cuộc chiến tranh Việt Nam cuối cùng ngồi đây ở một cái vùng đất tự do tương đối cũng ấm no, rồi gia đình cũng các con cái cũng đang thành đạt. Thì ông nghĩ gì về cái cuộc chiến tranh mấy chục năm ở Việt Nam? Tôi nghĩ là cuộc chiến ở Việt Nam ấy, là do cuộc chiến gọi là ngu xuẩn của một cái bọn cầm quyền cố đảng, gọi là nó mang cái triết lý gọi là Marxist về Việt Nam mình, cái triết lý vô thần, mà còn mình ở miền Nam mình gọi là hữu thần, mình tôn thờ, mình tin thần thánh, tin có tất cả mọi, còn nó mang triết lý vô thần để nó đàn áp người dân mình, mà đặt lên người dân mình, mà ngay hiện tại cũng vậy thôi, thằng Việt Cộng nó nói không thể nào tin được nó, chị thấy, nên là tự do tôn giáo nó chỉ là một hình thức, kể cả là Trung Cộng mà. Nó cũng có mấy thầy chùa, cũng có mấy ông ấy, nhưng mà thực tế là cái hàng mẫu của nó thôi, thế giới nói với thế giới thôi, kể cả hàng luật sư. Tôi nói thật, luật sư ở Sài Gòn đấy cũng là không phải là con em mình được đi học luật sư đâu, luật sư là con em của Đảng Cộng sản đấy, đảng viên Đảng Cộng sản đi học luật sư đó, chứ không phải là con em mình mà được đi học luật sư đâu. Đấy, như Cùi Hòa Vũ là con của Cùi Cận đấy, chứ có phải là dân đen mà đi học luật sư đâu. Nhìn có cái viễn ảnh gì cho nước Việt Nam không? Tôi thì tôi nghĩ rằng là đối với tôi bây giờ, tôi hy vọng là thế hệ trẻ, trông mong ở thế hệ trẻ đời thứ hai và thứ ba của con cháu ta học giỏi, tất nhiên nghĩa là sẽ đưa lại thanh bình đất nước, chứ còn thực tế là ngay cái guồng máy chính cầm quyền của Cộng sản nó già nó cũng sẽ phải chết, và thực tế cái chết thực tế sẽ đánh đổ mọi cái chết. Ông có cần muốn nói gì qua những cái kinh nghiệm? Tôi thì cũng muốn nói rằng là không có nghĩa là anh em chúng tôi đi được lãnh tiền 40.000 hết. Có nhiều cái đau khổ lắm. Mà không cái đau khổ nào giống cái đau khổ nào. Thế đây chẳng hạn, đến đây một số hồ sơ tôi cầm cho chị thấy cái này những cái đau khổ của những người này, gọi là những người đàn bà mà không có mùa xuân. Và những người vợ con anh em chúng tôi và những người cha con, những người bị mất chồng mất vợ đó, là họ cũng không được, họ cũng rất là đau khổ, mà họ cũng vẫn ở Việt Nam. Thành ra mà những người anh em tôi nằm xuống, ngay họ hỏi tôi bây giờ là họ thấy tôi trên TV, số điện thoại trên TV, họ hỏi tôi rằng là con em họ có được tiền không, rồi con muốn lấy xác có được không, thì tôi cũng chỉ trả lời với họ tôi là một người dân định cư đến Mỹ giống như bao người dân thôi, đâu có quyền hạn gì đâu. Muốn lấy xác đó thì phải hỏi chính phủ Hoa Kỳ và chính quyền Việt Cộng. Thì hai cái đó thì họ mới, chứ còn tôi chỉ là một người dân thôi. Cái ước nguyện lớn nhất của ông hiện tại? Cái ước nguyện của tôi là tôi chỉ muốn là người dân được thực sự là ăn no áo ấm, chứ chưa cần mặc đẹp. Nhưng ở những miền quê tôi biết còn đói, còn khổ nhiều lắm.